chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 58. Hôm qua những đức có nói chuyện đâu khoảng 10 phút. Những đức để trước cái thời khóa mà quý vị mỗi ngày tu, từ niệm 4 chữ cho tới 6 chữ trước 10 phút ngày 4 thở. Vì cứ bấm lên, cứ nghe trước 10 phút đó nè, là nó lợi ích cho quý vị khi lên tu, nó hừng hực cái tâm. Thêm cái nữa, khi vị tu là cụ quyền thất tổ, quán thân trái chủ, chư hương linh vì nghiệp phá thai, người ta cũng nghe được 10 phút đó. Ta cũng nghe 10 phút đó luôn. Khi người ta được nghe 10 phút đó đó, thì người ta cũng tu chung với vị luôn. Và nó quá giải đi cái tâm quán thù. Nhớ nghe. Nên những đức nghĩ rằng là trước thờ tu giống như mình 10 phút đó là khai thị. Khai thị cho người còn sống, khai thị cho người đã chết. Cứ mỗi ngày quý vị tu, cứ nghe 10 phút đó nghe hoài. Nghe viết rồi nó thâm nhập, rồi nghe viết rồi tự nhiên mình tính nguyện, mình kiên cố cái thờ tu đó, mình sẽ tu dữ lắm. Chúng tôi mỗi ngày bật lên tu giống nhạt nhẽo. Bây giờ như được lấy 10 phút đó, chút xíu à. Chưa được 10 phút nữa, hình như 8-9 phút. Nên mình mỗi ngày tu, hãy trân quý mỗi thờ lên tu. Nhớ nghe. Tại gia, gia đình hay chánh điện gì? Ở chùa. Mỗi ngày nên trân quý những thờ khóa lên tu. Vì có khi mình làm bao nhiêu việc, tạo ra bao nhiêu sự nghiệp ở cuộc đời này, nhưng vì không cầm theo được cái một hơi thở thở ra, không hít vào, không cầm theo được. Nhưng mà cái việc tu nhân tích đức, tu hành, niệm Phật lễ Phật là cái công đức luôn luôn bên cạnh mình. Nhớ. Lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả chúng sanh. Quý vị mỗi ngày tu niệm Phật lễ Phật, lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ nghe. Quý vị coi mình thờ tu xong là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng do thành Phật Đạo. Có nghĩa là tu xong một thờ là cái hồi hướng này mở rộng ra, mở rộng phạm vi. Nên một câu Phật hiệu mình niệm ra là lượng tặng hư không khắp pháp giới. Nên mỗi ngày mình chỉ cần không niệm Phật mà nghĩ một điều ác là nó cũng lượng tặng hư không khắp pháp giới. Tạo nghiệp. Tạo nghiệp tặng hư không khắp pháp giới từ cái tâm ác đó. Vì sao không dùng cái miệng này niệm Phật? Ý niệm nhớ Phật, miệng niệm Phật. Ý niệm nhớ Phật, miệng niệm Phật sẽ giúp cho quý vị rất là lớn về cái việc tu phước tu duyên, cực kỳ lớn luôn. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Nên gọi là lợi ích khi lên công phu tu hành, lợi ích cho mình, cho tất cả chúng sanh. Và cầu an, cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Đó. Mỗi thờ tu tại gia đình quý vị coi thờ Phật là việc lợi ích cực kỳ lớn luôn. Lợi ích lớn lắm. Thờ Phật tại gia, rồi có thờ khóa sẵn quý vị, từ đó thì quý vị coi. Ở nhà mình mà tự âm thầm một mình tu, khi tu chút xíu không hết thờ. Bây giờ như đức lập ra cái thờ khóa rõ ràng với quý vị luôn. Rồi bây giờ có 10 phút chia sẻ này để cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chư hương linh vì nghiệp phá thai, quan gia trái chủ đi theo. Đi theo mình người ta cũng được nghe 10 phút này luôn. Rồi khuyên quan gia nên giải, đừng nên kết. Thì người ta niệm Phật, người ta cầu sanh cực lạc. 10 phút này rất là quan trọng. Cái thờ khóa mới làm này, hình như bữa nay làm chưa xong hay gì. Mấy chú làm xong, quý vị nên đem cái thờ khóa này để phổ biến mỗi ngày, lập thờ khóa tu cho công chúng. Còn trong chùa mình giờ ngày 4 thờ tu là mỗi thờ tu là niệm Phật chút, rồi những đức nói chuyện 5-7 phút có rồi đó. Chúng ai cũng hoan hỷ vô cùng. Nên quý vị biết rằng gia đình có thờ ngôi Tam Bảo là đại công đức. Rồi có thờ khóa tu sáng tối mỗi ngày, mỗi thờ lên tu cũng giúp cho gia đình bình an. Nhớ đó. Sáng tối dụng công tu là cũng giúp cho gia đình bình an đó.
Rồi những người mang nghiệp phá thai thì những thờ tu này là những thờ tu để cầu siêu cho các cháu bị phá thai. Nên gia đình mà thờ Phật, gia đình mà có thờ khóa tu, quý vị coi gia đình ấm áp cỡ nào. Chùa đông người như vậy mà vô cùng bình yên là nhờ từ chỗ nào? Niệm Phật mà ra. Nên những đức nói nhà 3-4 tầng, mỗi tầng đều có để cái máy niệm Phật nhỏ như này, hay cái đèn bông sen. Mỗi tầng đều có cái điệu niệm Phật để mỗi tầng. Trên sân thượng cao nhất để cái năng lượng niệm Phật tối ngày sáng đêm luôn. Quá đặc biệt. Nhà biết thiết kế trên sân thượng làm một cái vòm, làm cái mái nhà trên, xung quanh mình trồng, mình để lan rồi chút đỉnh. Treo xung quanh, rồi trồng hoa thêm chút đỉnh ở trên, rồi trồng vài cái hũ rau để gia đình 2-3 người có ăn. Chỗ để máy niệm Phật thiết kế thì sao? Tới giờ tu, khi lên đó tu cũng mát thoát, hết gió chờ tự nhiên luôn. Đúng là cũng đặc biệt vậy. Chỉ cần cái điện thoại hoặc là một cái đèn bông sen hoặc là cái máy niệm Phật nhỏ này, 2-3 người cũng tu được. Gia đình mình cảm thấy hạnh phúc biết nhiêu nói. Đặc biệt lúc mưa gió rồi thì mình tu chánh niệm bình thường, nó tạo ra gia đình mình nó một cái từ trường tốt, tạo ra gia đình một từ trường tốt. Tự nhiên đi làm là muốn về nhà, về nhà lên cái xá Phật, lễ Phật ba lại, xong tắm rửa thay đồ, bắt đầu đi lên sân thượng được ha, ngồi được, gia đình được, nghe niệm Phật được, xung quanh là hoa nở thơm, thơm ngát, niệm Phật. Cái cảm giác không muốn đi đâu ra ngoài chứ. Đi làm xong về nhà chơi với vợ con, sống gia đình hạnh phúc, niệm Phật, cả gia đình phát nguyện đời này phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng đức nói đây là gia đình đại hạnh phúc, đại hạnh phúc. Nên nhà mình có điều kiện chút hoặc điều kiện không nhiều, trồng hoa chút đỉnh, ăn thua gì, một khuôn viên nhỏ nào để gia đình mình nó có giống một cái sân chơi vui vẻ. Ăn chay, nấu miếng đồ chay, dọn lên gia đình cùng ăn, ăn xong gia đình cùng dọn sức suốt, vợ chồng cùng rửa chén rửa bát, cùng làm việc với con cùng làm. Quý vị biết cái gia đình như vậy thì thôi tuyệt vời cỡ nào. Gia đình này là gia đình thịnh vượng này. Dù làm ăn không có tiền nhiều nhưng mà không bao giờ thất thoát. Vì gia đình biết tu, đoàn kết, không có ai mà đi phá nhau như làm gì. Đó là người biết sống quý vị. Không phải tốn tiền bao nhiêu mà lại gây dựng được một gia đình hạnh phúc. Nên những đức nói gia đình có thờ ngôi Tam Bảo, có thờ khóa tu đàng hoàng, quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi người mình trân quý cái duyên được đến ngôi Tam Bảo, biết ngôi Tam Bảo, biết niệm Phật, biết tu hành. Đây là cái việc thù thắng lắm quý vị, cực kỳ thù thắng luôn. Nên mỗi một người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên niệm Phật của đời này, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Vì thấy nếu đời chúng ta mà không gặp Phật pháp, không gặp tịnh độ,
cái khổ đau của chúng ta. Biết nương tựa vào đâu đây? Vì suy nghĩ đi, bao nhiêu cái khổ chói buộc trong cái cuộc đời này, mình không nghe pháp sao cởi mở tâm tư. Hôm qua nhà Đức có giảng bài pháp rất là hay bên chùa mới. Phương pháp nào hóa giải được nội tâm buồn khổ? Nhưng Đức nói quý vị, mỗi ngày bị nghe pháp là cởi mở nội tâm buồn khổ, mỗi ngày niệm Phật là có một phương pháp tu giải thoát. Nhớ, mỗi ngày nghe pháp là hóa giải nội tâm buồn khổ, mỗi ngày niệm Phật là có một phương hướng giải thoát. Nhớ nghe, việc này quan trọng. Nhắc nhở mình mấy cái câu này rất quan trọng. Mỗi ngày nghe pháp là giải tỏa cái tâm buồn khổ, mỗi ngày niệm Phật là có một phương hướng giải thoát. Giải tỏa được tâm buồn khổ rồi mà lại có phương hướng giải thoát nữa, đời này ai hạnh phúc bằng quý vị? Ai hạnh phúc bằng quý vị? Quý vị là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, quá hạnh phúc. Nên trân quý mối nhân duyên đặc biệt này. Biết đủ thì thường vui. Có người người ta giàu, thiệt giàu mà không biết đủ người ta cũng khổ. Khổ te tu. Mình không có giàu gì mấy mà mình thường biết đủ. Đi đứng nằm ngồi. Cứ niệm Phật thôi. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên mỗi ngày tu phước tu duyên, phước sanh vô lượng là từ ngay đâu? Niệm Phật. Nghe pháp để tăng tính tâm niệm Phật. Nên mỗi người chúng ta trân quý cái mối nhân duyên đặc biệt này. Có nhiều người gặp tịnh độ mà bỏ tịnh độ, thiệt tình nói uổng quá, quá uổng luôn. Có những người mấy chục năm tu tịnh độ mà vì sao không có kết quả? Vì quý vị cầu nhiều thứ. Nếu như quý vị nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc, vì sẽ thấy cái kết quả lớn, cực kỳ lớn luôn. Chính những đức tu tịnh độ, những đức không biết cái gì nhiều, chỉ có một câu Phật hiệu thì thấy những đức làm bao nhiêu chuyện chứ. Chính những đức đã cảm nhận, nếm được cái hương vị tu tịnh độ mà được lợi ích lớn. Cái việc thế gian những đức ta thấy quá lợi ích lớn. Và cái tâm mỗi ngày an lạc vui vẻ, giảm bớt tham sân si. 100% là giảm bớt tham sân si. Không phải là múa rìu ở mắt thợ đó quý vị, mà làm thật lòng luôn. Đối với cái chuyện tiền bạc vật chất danh tiếng, những đức rõ ràng thấy niệm Phật là giảm. Có nhiều người mà người ta cúng dường những đức, những đức chưa biết trong đó bao nhiêu tiền, mà ban tổ chức trong chùa những đức cũng là rèn luyện cho họ. Người nào cũng là người, đối với danh lợi họ không có nặng nề. Quý vị thấy người trong chùa mình mà người nào mà xin tiền quý vị, hỏi tiền quý vị, hoặc là xài điện thoại mà nhắn tin qua lợi với quý vị, giống như đức hỏi tiền bạc quý vị, người này là người ở trong ngôi tam bảo mình là người sai, quý vị biết rồi đó. Quý vị còn nhào vô thì gán chịu, sai rồi. Ở đây người ta lo lắng đầy đủ hết trơn mà còn làm gì là sai rồi, không đúng rồi. Người trong chùa mình 3-4 điểm chùa chúng ta, hòa thượng thì xây, nhưng những đức coi chúng, nuôi chúng, nhắc nhở. Quy tắc là không xài điện thoại. Mỗi điểm chùa chỉ có 1-2 chiếc điện thoại trắng đen, không có xài điện thoại cảm ứng. Thấy không?
không có nói chuyện với Phật tử qua lại nhắn tin này kia, chỉ có ban tổ chức làm việc cần thôi chứ ngoài ra không có tán ngẫu cái việc mà nhắn tin qua lại với Phật tử. Không có một người nào ở trong chùa mình, ba điểm chùa này mà những đức kêu xin xỏi vì cái gì hết. Không có. Nhà chùa có được được thì lo cho các cụ được được một chút, dư giả ra một chút thì làm việc cho đại chúng, còn có ít thì lo cho cụ ít. Biết an phận lo niệm Phật nhớ. Nên tất cả hàng Phật tử nghe, nghe rõ nhớ rõ, chùa mình không bao giờ có cái chuyện một người thầy nào, một chú nào, một cô nào, một cụ nào mà trong đây mà nói là thiếu cái gì cần gọi cho quý vị, hoặc là gặp quý vị nói rằng nhà bếp thiếu cái gì, thiếu cái gì. Hoàn toàn đây là tầm bậy, quý vị không được đụng vô. Ai đụng vô những đức không chấp nhận thì sai rồi đó, tầm bậy rồi đó. Cúng cái gì điều chỉnh qua người trên đàng hoàng, điều chỉnh qua người trên, người đó phải báo những đức biết nhận hay không nhận, những đức quyết định. Vì chùa mình nó có một tổ chức như vậy nó mới đặc biệt. Nói rõ ràng cho hàng Phật tử nghe rất rõ ràng. Chùa mình không bao giờ có chuyện gì mà có như vậy là người này trong chùa sai. Ví dụ như vị thấy mình tu hành mà có những người tu hành mà điện thoại xin xỏ tiền bạc, điện thoại nhắn tin mình rề rà xin tiền bạc, vị tránh đi, đừng bao giờ qua lại. Nó qua lại là chuốc phiền não đó, cũng đừng nên phỉ báng, cũng đừng nên qua lại luôn, sai à. Chùa người ta đông gì nó còn không xin xỏ vị này kia mà. Nên những đức thường nói với hàng Phật tử, quý vị làm bất cứ một cái Phật sự gì nhớ, quý vị cứ làm đúng với lương tâm, quý vị chân thật đi. Rồi thí dụ như quý vị quyên góp cái gì, quý vị làm việc Phật pháp thật sự, quý vị tự để số tài khoản của quý vị, đó là chuyện của quý vị. Tuyệt đối không có để số tài khoản những đức vào cái việc chương trình của quý vị, không có để vô. Nhớ, chuyện đó là chuyện của quý vị làm, đừng có để cái số tài khoản của những đức vào. Ở đây có những người, người ta biết số tài khoản những đức qua chương trình đặt máy, thì nhiều người ta muốn cúng dường cái gì đó là người ta bỏ vô số tài khoản. Tại vì đức lo cho chúng gần 2.000 người mà, rồi cùng với hòa thượng xây chùa chiền này kia, nên Phật tử nhiều người khắp nơi người ta cũng cúng dường tùy tâm người ta. Chứ trong những buổi giảng, như đức quý vị thấy có buổi giảng nào để số tài khoản không? Không. Và như đức có ghi giấy gì mà cái chuyện mà phát từ rơi quý vị, chỉ có những người người ta về chùa, người ta thấy chùa nuôi nhiều người già, người ta xin thầy ơi, cho con xin số tài khoản, lâu lâu con có tiền con cúng dường phụ trợ với thầy nuôi người già, thì nhà chùa đưa cho, chứ không có bao giờ phát từ rơi số tài khoản của mình, hay chương trình làm cái gì đó à đưa số tài khoản lên, hoặc là cho cái gì đưa số tài khoản lên, ai muốn cúng cúng. Việc đó không có sai, nhưng ghi những đứa không có làm gì. Thì gần chục năm nay những đứa cũng sống bình thường. Nên cái việc Phật tử khắp nơi nghe phải hiểu, cái việc của quý vị làm, vì cái làm nhiệt tình, số tài khoản là của quý vị, đừng có đem của những đức bỏ vào nhớ. Những đức nhắc nhớ đó, nó thành một cái quy củ về sau luôn quý vị. Người trong chùa mình sau này cũng hướng dẫn người niệm Phật đàng hoàng nghiêm túc, không có làm cái chuyện gì rề rà, hiểu không? Nên đời mình cái quan trọng nhất là gầy dựng tín nguyện, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, tín nguyện kiên cố, phát nguyện rằng đời này của con làm thiện bao nhiêu, việc gì con làm đều là quy hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đời này con phát nguyện phải sanh cực lạc, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.